nhớ em. Sến quá. Mặc kệ, anh không nói không được. Mai anh sẽ dẫn em đi ăn bù tiệc mừng anh vào làm ở công ty nha. Dạ ok anh, em sẽ ăn thật nhiều cho bỏ ghét, ai biểu rủ hoài. Anh không ngờ em bạo dạn như vậy. Anh thì sao? Em tưởng là anh hiền lành ít nói, ai về đâu còn chủ động hôn con gái người ta. Không sợ em đánh anh bầm dập hả? Chỉ cần được hôn em, anh ăn đòn đau sao anh cũng chấp nhận mà. Mình chính thức hẹn hò nha. Em im lặng tức là đồng ý đúng không? Con gái gì đâu kỳ vậy? Ta nói lên tiếng lòng cũng là cũng bẻ tay người ta nữa. Ây da. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tại sao ông Hòa lại uống loại thuốc mà không giúp ích gì cho việc điều trị mất trí nhớ của ông ấy? Việc này chắc chỉ có bác sĩ điều trị cho ông Hòa là biết rõ nhất. Em, anh làm gì vậy hả? Em đã nói là anh phải cẩn thận, để người khác thấy sẽ không hay. Ủa, anh quan tâm bạn gái thôi, mắc gì phải sợ. Anh đó, mới vô công ty làm, việc cần làm của anh đó là dùng tài năng để thuyết phục mọi người, chứ không phải là ba cái chuyện yêu đương này đâu. Thì anh cũng đang tập trung làm việc mà. Chuyện giữa anh và em xảy ra đột ngột quá, em cũng không biết là phải ăn nói ra sao với chị Yến cho hợp tình hợp lý nữa. Thôi được rồi, anh xin lỗi. Từ bây giờ trở đi anh sẽ nghe lời em. Thật ra không phải là em giấu chuyện của tụi mình, chỉ là chưa thích hợp để công khai thôi. Anh hiểu mà, anh sẽ chờ lúc thích hợp để nói cho Yến biết. Anh cũng không muốn Yến phải chờ đợi anh. Anh Nam. Ủa, chị Quỳnh đi làm sớm quá vậy? Chị cũng mới tới thôi à. Chị là con gái mà uống cà phê đắng vậy hả? À, tại vì chị thích vị đắng của cà phê. Thôi chị vô làm đi. Anh Nam. Anh đi làm ở đây thấy làm sao? Có vui không? Em tới đây có việc hả? Em chỉ đến đây để xem anh làm gì có tốt hay không thôi. Anh làm ở đây á, ai mà ăn hiếp anh á, anh cứ nói em liền, em xử lý hết cho. Nếu có chuyện gì á, anh tự xử lý được. Em chỉ quan tâm anh thôi mà. Anh hiểu lòng tốt của em, nhưng mà em cũng đừng có thân thiết với anh quá, mất công người ta hiểu lầm. Anh vô đây là do quen biết nên mới được nâng đỡ, rồi họ có cái nhìn không tốt vậy anh. Anh không thích như vậy. Em xin lỗi, em không biết là làm vậy anh sẽ khó xử. Vậy thôi, em không phiền anh làm việc nữa, nhưng mà anh phải nhớ lịch dạy học cho tụi nhỏ đó nha. Anh không có quên đâu mà. Thôi, anh phải ngoéo tay thì mới tin được. Ngoéo đi. Đây nè Nam. Tối công ty rồi sao không lên phòng đi? Nhân viên mới á thì cần phải nghiêm túc. Mình á không phải là cậu ấm cô chiêu, cũng không phải là ngậm thìa vàng, cho nên mình cũng sợ mất việc, cũng sợ bị đuổi lắm á. Ủa, chị đang nói em á hả? Không, chị đâu có dám nói em. Chị đang tự nhắc nhở bản thân mình cũng như là Nam thôi. Em tới đây chỉ là quan tâm anh Nam làm việc sao thôi mà. Sao thôi chị mà. Hai người đừng có cãi nhau nữa, ở đây là công ty. Cũng biết là công ty mà, sao còn nắm tay người ta vậy? Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Ủa, anh Nam, hồi nãy anh đã ngoéo tay với em rồi mà. Nắm tay gì mà nắm tay, đó là chuyện riêng của em. Nè, chuyện anh hứa nhất định anh sẽ làm. Kế hoạch hoàn hảo, 20 giờ.
từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem lại sớm nhất trên ứng dụng THVNLI.